bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức với tôi. Ăn nóng lên thì phải nói tuyệt vời luôn các bạn. Đây là rau xà lách các bạn nhé. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món lòng lợn nướng theo kiểu Hàn Quốc các bạn ạ. Khi các bạn mua lòng về là các bạn phải làm sao rửa sạch, phải tẩy đi, trong đó có cả muối này và chanh này, các bạn bóp sạch. Đấy, sau khi sạch rồi thì các bạn để ráo nước. Cái lòng này là để ta làm cho nó hợp lý, sau đó ta mới thái nhá. Trước khi để ta thái thì bây giờ tôi sẽ làm các cái gia vị kèm theo, có tỏi và hành khô, hành lá, xả và ớt. Bây giờ tôi chế biến cái món này trước và tôi sẽ chiên qua, xào qua đấy, để cho nó phi thơm đi. Sau đó để ta tẩm ướp vào với cả lòng, lòng nó mới thơm ngon. Các bạn hãy nhớ nhá. Tôi sẽ thái hành khô trước này. Đây, các bạn thái hành, các bạn để riêng. Bây giờ tỏi tôi đã làm xong. Ta thái một chút hành tươi vào nhé các bạn nhớ. Các bạn sẽ làm một chút xả. Xả các bạn cũng đều là. Đấy. Sau đó các bạn dùng đến ớt. Tôi thái đến lòng các bạn nhá. Thái lòng xong tôi mới cho vào bát tô này. Và sau đó tôi mới đi phi tất cả các cái gia vị này lên, tỏi, hành, xả và ớt. Đây các bạn nhớ là cái này là cái khấu đuôi và cái đây là lòng lon. Đấy. Thái lòng các bạn nhớ là ta không thể đi găng tay được. Đi găng tay nó rất trơn, ta không giữ được lòng. Tôi sẽ cho vào cái tô to các bạn nhé. Chút nữa tôi tẩm ướp. Bây giờ tôi thái đến lòng lon. Đây, tôi đã thái xong rồi đây. Tất cả cho trong cái tô này. Đấy. Đấy, tôi dọn bếp xong rồi, bây giờ tôi cho chảo lên đây để tôi phi cái món hành tỏi xả lên cho thơm nhá. Các bạn không nên cho nhiều, chỉ cho một chút thôi. Đây, tôi cho tỏi vào này. Đấy, cho xả. Đấy, các bạn cho luôn hành khô vào này, hành lá các bạn cho sau. Chỉ thơm vừa tới nhá, các bạn hãy nhớ là như thế, ta không nên phi cháy. Đấy, ta cho luôn hành lá vào này và đồng thời ta cho ớt luôn. Đấy. Bây giờ ta đảo thật đều. Đấy, hương vị này nó thơm vừa đủ tới nó được rồi các bạn ạ. Chứ ta không nên để cho nó cháy quá. Như thế là nó thơm vừa tới nó được rồi. Các bạn gom vào và các bạn cho luôn vào trong cái tô lòng này. Đấy. Rất là thơm các bạn. Đây là cái cách tẩm ướp. Đấy, làm giống như Hàn Quốc các bạn.
tôi sẽ đổ cái nước sốt này vào nhá. Các bạn nhớ là nước sốt này là hợp lý rồi. Đây là các bạn hãy nhớ là nước sốt của thịt nướng, cho nên là ta ướp vào mấy lòng cũng được, không sao. Đấy, các bạn trộn đều lên. Các cái gia vị này là các bạn ra các cái siêu thị là nó có các cái nước sốt này là rất là đảm bảo, cho nên là các bạn mua về các bạn sẽ trộn vào thịt nướng cũng được, lòng nướng cũng được. Khi các bạn dùng đũa rồi thì phải dùng tay, ta phải bóp nó đi để cho nó có cái độ ngấu sâu ở bên trong. Đấy. Khi ta đã trộn đều tất cả các cái gia vị này lên rồi và ta tẩm ướp nước sốt rồi thì bây giờ ta phải để vào khoảng độ 60 phút đi nhá các bạn nhá. 60 phút để cho nó có độ ngấm. Sau đó các bạn đem nướng thì rất là thơm ngon các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã ướp được một tiếng đi rồi. Đấy, tôi lại đảo lên nhá. Đấy. Đảo lên cho nó đều rồi đã. Tôi sẽ vặn bếp này. Đấy. Vặn bếp xong rồi bây giờ tôi sẽ nướng bằng bơ, các bạn hãy nhớ. Đấy, các bạn dùng bơ ta quyết hết lên bếp nướng này nhá. Nướng ngay tại ở bếp này và có thể các bạn thưởng thức luôn. Nó hợp lý rồi thì các bạn sẽ cho lòng vào. Đấy. Nướng như thế này rất thơm các bạn. Chà chà, rất thuận lợi. Thơm lắm các bạn ơi. Quá là thơm. Các bạn đảo đều lên để cho nó chín đều. Chà chà, rất là tuyệt vời. Đấy, có cái bếp này rất là thuận lợi các bạn. Đấy, về mùa đông như thế này các bạn có thể ngồi 3-4 anh em là ta ngồi vào một cái bếp nướng này là rất là thuận lợi đây. Chà chà. Dịch thơm vô cùng các bạn. Thơm hành, tỏi, thơm cả nước sốt. Bây giờ ta phải giảm bớt nửa đi. Đấy, giảm đi. Để ta cho nó chín đều đã. Mà các bạn muốn ăn giòn thì các bạn nướng cho nó giòn lên. Như thế này là đã tương đối rồi đây. Ta chỉ cho nó xém xém là vừa phải là được rồi. Ngon lắm các bạn. Tôi thưởng thức thử một miếng các bạn nhé. Ngon vô cùng. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức với tôi ngay tại trên bếp nướng đây. Ăn nóng lên thì phải nói tuyệt vời luôn các bạn. Đây là rau xà lách các bạn nha. Rất là ngon các bạn ơi, thơm ngon vô cùng. Tuyệt vời là ngon. Các bạn cho bơ coi như thế là chỉ láng trên cái bếp nướng này thôi. Sau đó các bạn cho lòng vào. Các bạn làm lên thì vô cùng là ngon tuyệt vời. Bạn nào mà thích ăn giòn thì các bạn hãy cho thêm lửa nữa. Mà lửa chỉ cho vừa phải. Chứ đừng nhiên cho to lửa quá. Cho mức trung bình thì nó không cháy. Mà nó sẽ khô dần cái lòng này. Và ăn nó sẽ giòn tan các bạn ạ.
như thế này thì tôi phải làm liên tục để tôi thưởng thức các bạn ạ, vì nó quá ngon. Các bạn có thấy là tất cả các cái gia giảm nó đã quyện vào lòng, cho nên nó có một cái vị thơm vừa tỏi vừa hành vừa sả, rồi lại cả nước sốt nữa, tuyệt vời, là ngon. Cho nên các bạn hãy làm thử với tôi một lần đi, các bạn ăn rồi mê luôn, mà sẽ liên tục là các bạn làm đấy. Món này ăn nóng vừa thú vị vừa hợp với cái thời tiết này. Hôm nay phải nói là một cái món này rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có ăn, các bạn có thể cầm theo miếng. Thế này nó hợp lý hơn. Rất ngậy và thơm ngon. Bên trong thì hơi mềm mềm dai dai, vỏ bên ngoài giòn tan các bạn ơi. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món bánh mì nướng muối ớt các bạn. Ta mua bánh mì nó còn mềm, nó cũ rồi, nghĩa là bánh mì này nó chưa phải là mới ra lò, nghĩa là ta để nó ỉu là được rồi. Đấy, ta làm thì nó dễ làm hơn. Kèm theo các gia vị là có tương ớt này, đây, và mazole này, và đây là sa tế này, bơ nhạt nhá, bơ thực vật, xúc xích này, đây là trà bông các bạn ạ, đường này và muối tinh này. Trước khi để làm món bánh mì muối ớt thì tôi phải chưng cái sa tế lên nhá. Đấy, ta cho một chút muối tinh và một chút đường và hành lá. Thì bây giờ tôi phải thái hành lá cho nó nhỏ ra. Cái hành lá này có tác dụng là nó làm nó thơm các bạn ạ. Ta phải thái nó nhỏ thì ta không nên thái to. Đây, tôi gióm bếp xong rồi đây. Bây giờ tôi sẽ cho chảo lên nhá. Các bạn cho nó khô lên. Tôi cho sa tế vào nhá. Đồng thời tôi cho một chút đường, chút muối này. Đấy. Ta cho một muỗng đường này. Và ta cho một thìa cà phê bơ. Các bạn đảo đều lên, chưng lên. Chưng lên như thế này thì nó vừa đậm đậm lại ngọt ngọt. Béo béo của bơ, đậm của muối. Cay cay thơm thơm là của sa tế. Tôi mới cho luôn cái hành này vào nha các bạn nhớ. Đấy, tôi chưng nó đều lên như thế này là được rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho ra cái bát nhá. Cái này mà phết vào bánh mì thì rất là thơm ngon các bạn ạ. Cay cay đậm đậm, ngọt ngọt. Bây giờ tôi cắt lên xúc xích. Đấy, các bạn cắt chỉ cho nó hợp lý. Mà mỗi một miếng của chỉ này các bạn chia làm 3. Nó dày dày cho bánh mì ăn nó vẫn hợp lý hơn các bạn ạ. Đây, xúc xích tôi đã cắt xong rồi. Đấy, bây giờ các bạn làm bánh mì thì các bạn nên cắt bánh mì ra. Đây, các bạn banh bánh mì này ra. Đấy, banh hẳn nó ra. Các bạn lật úp nó xuống, các bạn lấy tay dẹt nó xuống. Nếu bánh mì mà còn giòn quá mà khô quá thì các bạn phải phun nước vào để cho nó ỉu đi. Bánh mì bây giờ tôi đã cắt xong rồi các bạn.
Bây giờ tôi sẽ đi tẩm ướp nha các bạn nhé. Ta phết tất cả các cái mặt mặt dưới này là hoàn toàn bằng hành này, sa tế này. Đấy. Đấy, ta phết sang mặt này cho nó kín đi. Nhớ là cứ 180 đến 200 là nhiệt độ các bạn cứ phải cắm trước để cho nó nóng rồi đã. Hiện nay bếp điện đã nóng rồi, tôi cho vào luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn làm thật hợp lý. Tôi có cái bếp điện này tôi tiện tôi làm luôn. Các bạn nhớ là khi các bạn cho vào trong này là các bạn để ý. Đấy. Đừng nên để cho cháy, các bạn hãy nhớ này như thế. Tôi sẽ phết cái mặt này. Rồi, mặt trên này, mặt trong này là tôi phết vào đây. Tôi cho xúc xích vào mặt trên đây. Trên này ta cho xúc xích. Đấy, ta cho trà bông vào này. Đấy. Các bạn nào thích ăn nhiều trà bông cho nhiều trà bông. Đấy, ta giặt nó xuống nha. Bây giờ tôi sẽ lật xem là cái mặt này được chưa đây. À, đẹp lắm rồi các bạn ạ. Đấy. Bây giờ tôi lật xuống nha các bạn. Đấy. Đây tôi sẽ lật lên các bạn rồi. Đấy. Đây các bạn ơi, tôi nướng xong rồi. Bây giờ tôi cho ra đĩa nha. Đấy. Tôi cho ra đĩa xong rồi để tôi cho marole vào và cho tương ớt. Đấy, nó rất là giòn và ngon các bạn ơi. Đây tôi sẽ cho marole vào các bạn ơi. Đây tôi cho tương ớt này các bạn này. Đấy. Các bạn nào ăn cay nhiều thì cho nhiều, các bạn nào ăn cay ít thì cho ít nha. Đấy. Các bạn ơi, tôi đã nướng xong cái bánh mì muối ớt đây rồi, trong đó có xúc xích này, trà bông này. Không có trà bông thì các bạn dùng bằng ruốc heo cũng được nha các bạn nha. Còn này trà bông đây là trà bông gà. Cho nên trà bông gà ăn nó có cái hương vị thơm hơn. Bây giờ tôi cắt ra này. Đấy, ui giòn lắm các bạn ơi. Rất là giòn. Các bạn để cả miếng mà ăn thì cũng được, đấy tùy theo các bạn, mà các bạn cắt ra từng miếng cũng được. Đấy. Để cắt theo từng miếng này thì các bạn cầm lên thì nó tiện hơn này. Đấy. Đấy, bây giờ thì các bạn ăn các bạn cứ thế cầm theo miếng. Thế này thì nó hợp lý hơn. Đấy. Đây để tôi mời các bạn cùng thưởng thức với tôi nha. Tôi nghĩ là rất là thơm ngon đây. Tôi làm tôi đã thấy thơm lắm các bạn. Bên ngoài thì giòn ơi là giòn. Cay cay đậm đậm. Ngọt ngọt.
Rất ngậy và thơm ngon. Bên trong thì hơi mềm mềm dai dai, vỏ bên ngoài giòn tan các bạn ơi. Món này ăn vặt thì ngon lắm các bạn ạ. Cái này thì nó không tốn nhiều thời gian đâu. Các bạn cứ chú ý làm cái này thì rất là nhanh. Nếu các bạn mà làm chỉ trong vòng 10 phút là các bạn đã có coi như món ăn rồi. Bạn nào thích ăn cay nữa thì cho nhiều tương ớt. Còn tôi chỉ cho tương ớt cũng vừa phải rồi. Ngon quá các bạn. Vừa giòn vừa dai, đậm ngọt, cay cay. Các bạn chịu khó làm món này ăn, có lẽ ăn no được, không bao giờ chán đâu các bạn. Ngon vô cùng. Món này tôi tin chắc các bạn trẻ rất khoái khẩu đây. Tôi ăn tôi cũng đã thấy thấy ngon, vô cùng là ngon rồi các bạn. Muối tinh cho nên là nó có cái vị đậm, cho nên là các bạn nhớ là chỉ cho vừa phải thôi. Nếu các bạn mà cho nhiều quá là nó sẽ bị mặn, mặn quá các bạn ăn khó ăn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn có yêu cầu món gì, ta xé ra nó giống như kiểu là ta xé thịt bò đấy, các bạn hãy nhớ là như thế. Đấy, các bạn chấm với tương ớt. Khô heo này thì nó không dai như kiểu là khô bò, nhưng ăn nó cũng tựa như khô bò các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món là khô heo giả khô bò. Tôi sẽ làm cái món này để ta dùng vào trong những ngày Tết nha các bạn nhé. Ta sẽ mua miếng này là thịt thăn, đây là đường này, và đây là muối tinh này, và hạt lêm này, tương ớt này, và đây là bột nghệ này, và dầu hào, dầu điều, ngũ vị hương. Kèm theo là gừng này, tỏi này, ớt chuông này, đây là sả. Bây giờ tôi sẽ lạng cái thịt này ra các bạn ạ. Trước khi lạng thì các bạn nhớ là ta phải bỏ hết cái phần mỡ ra. Đấy. Đây các bạn ơi. Đấy, tôi đã lạng hết các cái phần mà gân này, đấy, mấy cả mỡ ra này. Ta sẽ chia ra làm đôi. Đấy, bây giờ ta phải thái theo cái thới thịt nó dài. Đây, thới thịt này là thới thịt dài đây các bạn này. Nhưng không được cắt đứt hẳn. Và cái miếng sau nó cũng như thế này. Đấy, và ta sẽ cắt đứt. Đấy, các bạn nhìn nha. Đây, để cái miếng này nó vừa mỏng mà nó lại còn có cái độ rộng bản. Ta cũng không thái mỏng quá mà không thái dày quá, nó chỉ vừa phải thôi các bạn nha. Để cái thớ này về sau này ta vẫn còn bóc nó ra, giống như kiểu là thớ thịt bò, giống như khô bò đấy các bạn. Nên đây là ta làm khô heo để giả khô bò. Rồi, đấy. Ta không nên làm đứt hẳn. Như vậy là tôi đã làm xong các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ đi tẩm ướp. Thì trước khi để tẩm ướp thì ta phải thái tất cả các cái gia vị đã. Tôi dùng đến tỏi trước này. Đấy. Các bạn nhớ thái ớt thì ta phải bỏ cái hạt đó đi.
như vậy là tôi đã thái ớt xong. Các bạn dùng một chút gừng. Đấy, như vậy là tôi đã làm xong các bạn. Bây giờ tôi sẽ đem giã nhé. Đây các bạn ơi, tôi sẽ cho gừng vào đây trước này. Đây các bạn nhớ là tôi đã giã xả mấy gừng rồi. Sau đó bây giờ tôi sẽ cho, đây là tỏi. Đây các bạn, xong rồi thì cuối cùng tôi cho ớt. Tỏi này, xả này, gừng này, ớt này, tôi đã giã vào đây rồi. Các bạn nhớ là ta không nên giã vụn, mà các bạn thái cũng thế, thái nó chéo dai dài nên. Bây giờ tôi sẽ cho các gia vị các bạn ạ. À, tôi cho một chút muối tinh. Đây, tôi cho hạt lêm. Đường các bạn hãy nhớ ta cho một thìa đầy. Ngũ vị hương chỗ này là hợp lý. Ta cho một chút coi như bột nghệ. Các bạn chỉ cho vừa phải thôi, không nên cho nhiều quá các bạn. Tôi cho đến dâu điều này. Đấy. Cho đến dâu hào. Đấy, các bạn trộn đều này. Khi trộn tương đối đều rồi các bạn hãy nhớ ta lấy một muỗng tương ớt nữa. Đây. Đấy. Nếu mà các bạn mà cho nhiều tương ớt qua nó cũng sẽ cay, cho nên các bạn chỉ cho một cái thìa đầy tương ớt là được rồi. Ta trộn thật đều. Đấy, các bạn trộn đều rồi thì bây giờ ta sẽ cho thịt vào để ta tẩm ướp. Khi ta tẩm ướp xong thì ta phải để vào trong ngăn mát. Các bạn nhớ là để tối thiểu cũng phải có vào khoảng độ 4 tiếng. Có thời gian thì các bạn để 8 tiếng để cho nó ngấm hết tất cả các cái gia vị vào thối thịt thì nó mới ngon. Đấy, các bạn trộn thật đều vào. Đây các bạn, ông miếng thịt nó vừa dày vừa phải mà nó rộng bản thì các bạn làm sao phải tẩm ướp cho nó đều. Khi tẩm ướp đều rồi ta sẽ phải ủ nó vào trong vòng tối thiểu phải có 4 tiếng, có thời gian thì 8 tiếng thì miếng thịt này nó ngấm hết tất cả các cái gia vị vào, vừa thơm mà vừa ngon và chất lượng rất là đảm bảo. Đấy, có thời gian thì các bạn nên nhớ ta để 8 tiếng. Còn nếu không có, các bạn không có thời gian thì các bạn để 4 tiếng hoặc là 5 tiếng cũng được. Các bạn sẽ cho ra và ta cho vào lò sấy hoặc là lò nướng. Ê, các bạn ơi, tôi để được 6 tiếng rồi. Đấy là tôi ủ vào trong ngăn mát tủ lạnh đây. Đấy. Đó, rất ngấm. Đây. Đây các bạn ơi, ở dưới này tôi rải giấy bạc ở cái khay. Đấy, và trên là cái vỉ. Như thế này là tôi sẽ xếp vào vỉ để tôi đem đi tôi sấy. Các bạn hãy nhớ nếu trong vòng 90 phút mà các bạn mà thấy nó hợp lý rồi thì các bạn sẽ cho ra. Nó khô vừa phải. Quãng độ 60 phút là các bạn phải dở. Ta giải các cái gia vị vào đây để cho nó có một cái hương thơm của nó. Đây là hương thơm đặc trưng đấy các bạn. Đây, bây giờ tôi sẽ cho vào trong lò. Các bạn nhớ là tôi sẽ mở lò ra và cho vào trong này. Đây, tôi đậy và đã. Tôi cắm điện vào. Đây, tôi sẽ để 120 các bạn nhé. Đây các bạn hãy nhớ là ta sẽ để 90 phút. À,
Nhớ là 30 phút là các bạn nên kiểm tra một lần. Đây các bạn ơi, thời gian đủ rồi, tôi đã nướng xong rồi đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ gắp ra đĩa. Đấy, cái này mà ăn thì phải nói rằng thơm ngon vô cùng. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món khô heo giả khô bò. Các bạn sẽ cùng thưởng thức với tôi nha. Món này ăn mà chấm với tương ớt thì đúng thú vị, rất là ngon các bạn. Các bạn nhớ là ta phải thái cho nó đúng kiểu thớ này. Đấy, nó đúng như kiểu thế. Ta xé ra nó giống như kiểu là ta xé thịt bò. Đấy, các bạn hãy nhớ là như thế. Đấy, các bạn chấm với tương ớt. Thơm ngon tuyệt vời các bạn ạ. Khô heo này thì nó không dai như kiểu là khô bò, nhưng ăn nó cũng tựa như khô bò các bạn. Nó khô rồi, nhưng các bạn đừng nên để cho nó khô quá. Nếu khô quá thì hết chất. Đây các bạn ấn mà nó vẫn còn ở cái trạng thái mà nó bồng bềnh một chút, nhưng xé ra nó khô hết. Đó. Cho nên là các bạn hãy nhớ là ta tẩm ướp thì cái màu của nó như thế này, nhưng mà trong nó đã khô hết rồi này. Ăn rất thơm và ngon. Ngon quá các bạn ạ. Ngon ghê là ngon. Vì món này ta làm, ta để được dành lâu. Nó rất là phù hợp. Những cái không khí Tết vừa se lạnh một chút, mà ta uống mấy cả bia cũng được, mà uống rượu cũng được. Nó rất là thú vị mà rất là ngon. Đây là món ăn khoái khẩu các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn có cái ý kiến gì về làm cái món riêng tư thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ cho các bạn được thấy nhé. Còn bây giờ có lẽ là tôi xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau.